Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối 26 tháng 3 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. 3 tháng sau những giọt nước mắt ở Qatar, Ronaldo có màn trở lại ấn tượng ở đội tuyển Bồ Đào Nha với cú đúp vào lưới của Liechtenstein trong trận mở màn vòng loại Euro 2024 hôm 24 tháng 3. ESPN cho rằng mỗi trận đấu ở đội tuyển quốc gia là cơ hội để celebrate, tạo thêm kỷ lục. Ưu tiên của siêu sao 38 tuổi này là nới rộng thành tích cá nhân. Ronaldo sẽ không muốn bị lu mờ khi đạt lên bàn cân với Messi. Với 120 bàn sau 197 trận cho Bồ Đào Nha, Ronaldo bỏ xa kình địch Messi 99 bàn sau 173 trận. Nếu xét ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, Ronaldo cũng hơn Messi 830 bàn so với 800 bàn. ESPN cho rằng nếu CR7 có thể tiếp tục ra sân và ghi bàn đến mức khiến Messi không thể bắt kịp, đó sẽ là thành tích vẻ vang cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục được huấn luyện viên Roberto Martinez tin tưởng, Ronaldo có thể cán mốc 200 trận cho Bồ Đào Nha vào tháng 6 ở trận đấu gặp Iceland. CR7 không có lý do gì để dừng lại. Trước World Cup 2022, anh từng tuyên bố muốn giữ Euro 2024. Vào thời điểm đó, CR7 sẽ bước sang tuổi 39. ESPN đánh giá việc chuyển sang Ả Rập Xê Út chơi bóng là một giải pháp mang tính chiến lược cũng như sinh lợi cho cá nhân CR7. Về mặt tài chính, Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng mức đãi ngộ cao nhất thế giới, 75 triệu đô la một mùa. Bên cạnh đó, siêu sao 38 tuổi này cũng chơi một giải đấu ít cạnh tranh và áp lực hơn so với ở châu Âu. Từ đó, Ronaldo có thể tích lũy thể lực và cải thiện thêm thành tích cá nhân trước những đối thủ kém danh tiếng ở Ả Rập Xê Út. Đội chủ sân Etihad đang chuẩn bị biến Erling Haaland trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ngoại hạng Anh với lời đề nghị mới 500.000 bảng một tuần. Sếp lớn Man City sẽ ngồi lại với tiền đạo người Na Uy cuối mùa này để thảo luận về hợp đồng mới có mức lương 500.000 bảng mỗi tuần. Erling Haaland đang trong năm đầu tiên giao kèo đến năm 2027. Mặc dù vậy, phía đội bóng thành Manchester đã có kế hoạch gia hạn thêm ít nhất 12 tháng. Họ định tưởng thưởng cho chân sút người Na Uy vì phong độ làm bàn cực đỉnh ngay mùa đầu tiên ở Etihad. Ngoài ra, lãnh đạo The Citizen cũng muốn dập tắt tham vọng chiêu mộ Erling Haaland của đội bóng Hoàng gia thành Madrid. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Dortmund đang nhận thù lao 375.000 bảng mỗi tuần, cao nhất xứ sở sương mù, cùng với Kevin De Bruyne và thủ thành David De Gea. Tuy vậy, đại diện của Erling Haaland, ông Rafaela Pimenta, làm dấy lên tin đồn chuyển sang Madrid khi tiết lộ Bernabeu là điểm đến trong mơ với mọi cầu thủ. Nguồn tin thân cận cầu thủ Na Uy khẳng định Erling Haaland đang hạnh phúc ở Manchester. Tuy nhiên, Man City muốn có một sự cam kết chắc chắn. Họ tin rằng thỏa thuận mới kéo dài đến năm 2028 cùng mức lương hấp dẫn là sự ghi nhận với màn ra mắt đáng kinh ngạc của Erling Haaland năm đầu tiên khoác áo câu lạc bộ Man xanh. BoomScore app nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Theo Football Insider, Barcelona có thể cho phép Rafinha rời khỏi câu lạc bộ vào mùa hè năm 2023. Đội bóng xứ Catalonia gặp rắc rối về mặt tài chính và ngôi sao người Brazil là một trong số những cái tên có thể ra đi. Trước mắt, việc trở lại Premier League có thể là một lựa chọn cho Rafinha. Ngôi sao chạy cánh này từng là tâm điểm chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái khi ít nhất 3 câu lạc bộ hàng đầu theo đuổi chữ ký của anh. Dù được Arsenal, Chelsea và Manchester United săn đón, Rafinha vẫn dành tình yêu lớn cho Barcelona. Tại Camp Nou, sự nghiệp của Rafinha không suôn sẻ cho lắm. Theo Football Insider, nếu Barcelona nhận được một lời đề nghị lớn, chủ tịch Joan Laporta hoàn toàn có thể để cầu thủ này ra đi. Hiện tại, Arsenal và Chelsea vẫn quan tâm đến Rafinha. Bên cạnh câu lạc bộ cũ của anh là Leeds United, Newcastle United là đội sẵn sàng đón rước cầu thủ 26 tuổi này trở lại Premier League. Dù sao, cần nhớ rằng Rafinha rất thích bóng đá châu Âu và có thể muốn tiếp tục chơi ở đấu trường Champions League. Theo đó, việc anh chuyển đến Arsenal có thể thành hiện thực vào mùa hè. Mùa hè năm ngoái, Kim Min-jae gia nhập Napoli thông qua một thương vụ trị giá khoảng 18 triệu euro từ câu lạc bộ Fenerbahce. Thời điểm đó, có lẽ ít ai ngờ rằng Kim sẽ bùng nổ mạnh mẽ ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Serie A, được giới chuyên môn đánh giá như một trung vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu và lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn. Được hỏi về những mối liên kết xoay quanh các ông lớn khắp châu Âu trong cuộc trao đổi mới đây, Kim Min-jae khẳng định anh chỉ đang tập trung vào Napoli thay vì chú ý đến những tin đồn thất thiệt. Ký giả Fabrizio Romano dẫn lời trung vệ người Hàn Quốc: "Tôi không thể bận tâm đến những tin đồn chuyển nhượng vì chúng không đúng sự thật."
Bây giờ đây, tôi đang tập trung vào đội bóng và đấu trường Champions League thay vì những điều vô nghĩa đó. Hiện tại, Manchester United được cho là một trong số những câu lạc bộ muốn có được chữ ký của Kim Min-jae vào mùa hè tới. Samuel Eling Jr. đang nổi lên như một trong những viên ngọc quý của làng tung cầu. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Juventus gây chú ý cho giới chuyên môn bởi những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Anh gia nhập Juventus vào năm 2020 sau 9 năm ở lò đào tạo trẻ của Chelsea. Kể từ đó, cầu thủ 19 tuổi đã góp mặt vào đội hình của Juventus Next Gen trước khi được gọi lên đội 1 vào năm 2022. Eling Jr. hiện đã có 11 lần góp mặt trong đội hình của Max Allegri, đóng góp 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Giới chuyên môn đánh giá cao tiềm năng phát triển đến từ Eling Jr. Và trong bối cảnh Juventus đang chìm sâu vào cơn khủng hoảng tài chính, hàng loạt đội bóng lớn tại Premier League như Manchester City, Newcastle United và câu lạc bộ cũ Chelsea đều muốn sở hữu cái tên đầy triển vọng này. Tuy nhiên, bất cứ động thái tiềm năng nào cho Eling Jr. chắc chắn sẽ có phức tạp và tốn kém. Bởi trên thực tế, tiền đạo người Anh đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025 với Juventus. Huyền thoại của Los Blancos và đội tuyển Croatia đồng thời là một nhạc trưởng trong lối chơi ở mọi nơi anh đặt chân tới. Luka Modric đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở lại Real Madrid sau mùa giải này. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Luka Modric đã bác bỏ những liên kết với câu lạc bộ Anas và nhắc lại ước mơ được tiếp tục ở Bernabeu một lần nữa. Ở độ tuổi hiện tại, Luka Modric hiểu rằng sự suy giảm về thể lực không cho phép anh cày ải quá nhiều. Chính vì thế, tiền vệ Croatia cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định tối ưu nhất cho phần ít ỏi còn lại của sự nghiệp. Anh trả lời với báo giới rằng: "Những điều vừa qua chỉ là giả định và tin đồn. Tôi nhắc lại tới lần thứ 100 rằng tôi hy vọng mình sẽ ở lại Real Madrid." Kể từ khi chủ tịch Todd Bowley lên nắm quyền, The Blues có vẻ như rất thích dùng người của câu lạc bộ Brighton. Sau khi thành công lôi kéo huấn luyện viên Graham Potter trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Chelsea, chủ tịch người Mỹ cùng các cộng sự tiếp tục để ý tới trường hợp khác, đó là Mark Allister, tiền vệ đang chơi cực hay trong màu áo của câu lạc bộ Brighton. Theo tờ Goal, chiến lược gia Graham Potter rất muốn có lần thứ hai làm việc cùng tiền vệ người Argentina. Về phần mình, Mark Allister đã cởi mở về việc muốn chuyển đến một câu lạc bộ đẳng cấp cao hơn trong tương lai gần, khi chim mòng biển chuẩn bị cho một trận chiến toàn diện để giữ chân tiền vệ ngôi sao của họ. Mức giá hiện tại vẫn chưa được đưa ra, nhưng cầu thủ này cũng đang trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng hè tới. Bản tin bóng đá tối ngày 26 tháng 3 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.